Lúc đó là cái phút cuối cùng ấy, tôi quyết định đưa cho cô đi tự do. Một người ngoại quốc, một người Pháp phải chịu mang án tử hình, chấp nhận gian khổ để mà cùng Việt Nam chiến đấu. Cuộc đời của bố tôi nó như là một cái bức tranh ghép, thì cái mảnh ghép đẹp nhất là Việt Nam. Từ năm 1945 đến năm 1954, hơn 30 vạn sĩ quan Pháp và lính Lê Dương thuộc mọi quốc tịch đã được tăng cường cho cuộc chiến tại Đông Dương. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có một cái chủ trương để lôi kéo, để kêu gọi và tiếp nhận người Pháp và lính Lê Dương của nhiều quốc gia khác tự nguyện đi tham gia với chúng ta. Trong cuộc kháng chiến, ta thả hàng nghìn tù binh về những các đồn địch. Đấy là một cái trò chơi với lửa mà chỉ Hồ Chí Minh mới dám làm. Chào các đồng chí, chào các bạn, chào nhân dân Việt Nam. Chùa nhỏ của cộng đồng người Việt ở ngoại ô Paris là nơi những người bạn Việt Nam và Pháp gửi gắm di ảnh của nhà sử học người Pháp Georges Baudarin kể từ khi ông mất vào năm 2003. Một nửa phần tro cốt của Baudarin đã được trải ở ngoài khơi nước Pháp. Phần còn lại vẫn được bạn bè Baudarin gìn giữ trong suốt 16 năm trong nỗi khắc khoải mong một ngày có thể thực hiện được lời hứa với ông, đưa ông trở về yên nghỉ trên mảnh đất Việt Nam, nơi ông đã dấn thân vì lý tưởng và chính nghĩa. Nước Pháp và nước Việt Nam là hai quê hương mà ông yêu dấu suốt đời. Đất nước này đã từng và vẫn còn chiếm một vị trí lớn trong cuộc đời chúng tôi. Đó là quê hương và nỗi nhớ nhung không bao giờ phai nhạt. Mùa thu năm 1949, trường trung học nữ sinh Marie Curie tại Sài Gòn đón một giáo sư triết học trẻ tuổi người Pháp tên là Georges Baudarin. Baudarin quan tâm đến các vấn đề con người, về người Việt Nam. Ông ấy được chứng kiến những bất bình đẳng và bất công do chính sách thuộc địa gây ra. Nên rất nhanh chóng, ông tham gia vào một nhóm có tên là nhóm văn hóa Marxist, tập hợp những người cộng sản Pháp tại Sài Gòn. Ngôi nhà số 106 phố Léon Combe, nay là phố Sương Ngọc Ánh, là dinh thự của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, khi đó là chủ tịch đặc khu ủy Sài Gòn Chợ Lớn. Bác sĩ Thạch ra chiến khu hoạt động, nhường toàn bộ ngôi nhà làm nơi hội họp của nhóm văn hóa Marxist. Đây cũng là nơi bí mật lui tới của một số đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương, trong đó có ông Nguyễn Thọ Chân, bí danh Sáu Khanh. Lúc bây giờ khu ủy Sài Gòn Chợ Lớn đóng ở tiết khu D. Lúc bây giờ nhiều đồng chí cộng sản Pháp hay nhóm Marxist kéo cặp tình với mình, viết những bài đăng ở trên báo Tây. Các đồng chí Pháp ở đấy tổ chức thành chi bộ. Trong chi bộ đó có Georges Baudarin.
cái phong trào của học sinh sinh viên lúc bấy giờ đó, từ cái đám tang Trần Nhân Ân nó mới nổi lên. Các tầng lớp nhân dân biến cái đám tang của Trần Nhân thành là cái ngòi đấu tranh chống lại chính quyền Sài Gòn. Giặc Pháp đó đàn áp rất dã man. Tháng 11 năm 1950, sau một cuộc gặp bí mật với ông Thọ Chân, Georges Baudaren được khu ủy Sài Gòn Chợ Lớn tổ chức rời Sài Gòn ra chiến khu. Cuộc kháng chiến của mình giành độc lập trong quậy xâm là một cuộc kháng chiến có văn hóa, có nhân văn. Trong khi ta kháng chiến như thế, có những người lắp giáp bộ, thậm chí đến quan tư, quan năm mà cũng đi theo chúng ta, rồi lấy tên họ qua khổ. Ta thu hút, trọng dụng những cái người đó, thế thì chẳng có lợi hay sao? Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhìn nhận có một cái giá trị chung mà mọi dân tộc thế giới đều hướng tới, không phải chỉ là của chủ nghĩa cộng sản, mà cái tinh thần dân tộc, tinh thần là giải phóng dân tộc thuộc địa. Cho nên ngay từ đầu đã có một cái chủ trương để lôi kéo, để kêu gọi và tiếp nhận cái sự tham dự của họ. Baudaren là một trí thức nhưng thuộc danh sách dự bị quân đội. Vì thế giống như những người Pháp theo Việt Minh khác, ông đã bị kết án tử hình vắng mặt. Trở thành một cán bộ Việt Minh, với khả năng và vốn kiến thức của mình, giáo sư triết học Georges Baudaren nhận nhiệm vụ tại ban biên tập Đài Phát thanh Sài Gòn Chợ Lớn Tự Do. Tôi là những người may mắn mà được sống chung với Buddha mà còn sống sót tới ngày hôm nay. Vì câu chuyện này nó xảy ra lâu quá mà cũng ít người biết. Thành lập cái đặc khu Sài Gòn Chợ Lớn thì cấp ủy phải có phương tiện để mà chỉ đạo kịp thời cái phong trào đấu tranh. Bây giờ cái công cụ phát thanh á thì không có cái phòng tuyến nào nó không vượt qua được. Buddha đó là một chiến sĩ quốc tế chịu đựng gian khổ như là anh em Việt Nam mình, cùng chiến đấu, cùng ăn, cùng ở, cùng làm. Người Pháp rồi phải chịu mang án tử hình, chấp nhận gian khổ để mà cùng Việt Nam chiến đấu. Tôi thường tự hỏi, nghìn lần tự hỏi, tại sao tôi lại có quyết định đó? Hiển nhiên đó không phải là một cuộc phiêu lưu. Tôi không đòi hỏi gì, chỉ muốn được sống như những người Việt Nam, là một phần trong họ, không hơn không kém. Với tôi, đây là sự lựa chọn của lương tâm, một sự lựa chọn không có biên giới. Tiêu chí duy nhất là con người, bất kể dân tộc hay quốc tịch nào. Saranidis. Còn tên Việt Nam là Nguyễn Văn Lập. Năm 43, tôi bị bắt đi lao động sang miền Đức. Chiến tranh thứ hai kết thúc, sang Italy. Từ Italy tìm cách về nước không được, đi vào cùng nơi lễ dân. Hai con đường, một tù, hai lễ dân, lựa chọn đi.
đến tháng 1, tháng 46 đưa lên tàu cho cả một cái trung đoàn đi sang Việt Nam. Nó không nói rõ ràng, chỉ biết là đi làm trật tự bảo vệ an ninh cho bộ Pháp ở Việt Nam. Đến nhà ga rồi, chờ đợi tàu đến, thì có một cháu bé mà bán lặt vặt, thấy có dứa, thì đang mua, có cái thằng công an cảnh sát, Lê Dương đến, đá một cái thằng bé đi, tôi phản đối ngay, tại sao chúng mày làm thế? Nó nói, mày chia xe làm thế? Tôi rất ngạc nhiên, tôi sẽ làm thế nào, sẽ đá trẻ con này. Mùng 2 tháng 2, 1946 đến Sài Gòn, mỗi 4 tháng thôi, vừa tìm hiểu tình hình, vừa bất liên lạc. Thân sĩ quan Pháp lấy vợ, một cô tên Lily. Cô Lily này vợ Việt là vợ của nó, nhưng mà thực tâm là người gián điệp. Cô Lily mới giải thích một phần nào đó là Việt Minh là gì. Biết rằng là họ là người đứng dậy giải phóng nước, thì tôi gây kiểu đó là tôi ưa. Có một lúc ấy, tại Phan Thiết, trong lúc đi tuần tiêu ấy, lúc tôi đi vào trong nhà thì thấy cái tình hình chúng nó khiếp từng người một, đứa bé nó khóc lóc. Tôi lúc đó máu lên như con trâu ấy, thì cầm cái súng bắn một phát, nhưng con bạn này đi nói kéo tay xuống, cái nó nâng súng lên cao, nếu không tôi giết hết. Đó là cái giấc nước cuối cùng tôi quyết định lựa chọn tự do. Dù cần hy sinh, tôi hy sinh. Nhất thiết là không đi con đường tội ác. 2 giờ sáng, ngày 6 tháng 4, 1946. Tôi Merino mua chục thành cai. Trước mấy hôm, tên quan sếp bố trí min vào hàng rào mà khiến tôi tham gia vào. Nhưng mà tôi cố ý đến một chỗ hở. Đấy, thì lúc thật sự con đi kiểm tra nó không đến cho nó. Thế mở cửa ra tù binh từng người một. Thì 2 ngày sau thì gặp bộ đội. Hồi đó thì người ta gọi chúng tôi 4 tên khác nhau, cho gọi tan Việt, người ta Việt Nam mới, chỗ khác gọi là Hàn binh, chiến sĩ hòa bình. Nhưng mà tôi thích Việt Nam mới vì là biến thành người Việt Nam rồi. Tôi tên là Nguyễn Hoàng Giang, tên này thì cũng là cái tên khai sinh lần thứ hai theo cái họ mà bố tôi đã được các cụ đặt cho là Nguyễn chiến sĩ. Trong cái chữ ký sau này cha tôi ký, đó là cha tôi bao giờ chữ chiến sĩ đầu tiên, xong gạch ngang một cái Erwin là tên khai sinh của cha tôi, nhưng mà chiến sĩ đầu tiên. Porcher sinh ra ở Strasbourg, thành phố biên giới Đức và Pháp. Ông học đại học ngành báo chí. Sau khi Hitler lên nắm quyền năm 1930, Porcher cùng nhiều người Đức đã trốn sang Pháp, và đó là nơi quân đoàn Lê Dương đến và nói rằng họ muốn chiến đấu với Hitler.
nhiều người Cộng sản Đức đã gia nhập quân đoàn Lê Dương. Trong thời gian tham gia lính Lê Dương ở Việt Nam, cùng với Rudolf Schroeder, người Đức, và Ernst Frey, người Áo, Erwin Boscher đã thành lập một nhóm cộng sản nhỏ trong chính hàng ngũ Lê Dương ấy. Erwin Boscher chính là người lính Đức đầu tiên liên lạc với Việt Minh ngay từ thời kỳ tiền khởi nghĩa. Lúc bây giờ là đảng ta là muốn bắt tay với những các người Pháp tiến bộ, muốn là họ giúp Việt Minh. Thế thì lúc bây giờ là đã có một cuộc họp bí mật do ông tiến sĩ và ông Trường Chinh tổ chức là gần những cái nơi Nhật đóng và Pháp đóng, rất là nguy hiểm. Buổi gặp gỡ ông Trường Chinh nó là cái buổi mà nó cứ như là cái hôn lễ với Việt Minh. Nó trở thành một cái mối liên hệ thân thiết của những con người mà đã cùng nhau chiến đấu, cùng nhau hoàn thành những cái nhiệm vụ cao cả. Cách mạng tháng 8 thành công, Trung ương Đảng chủ trương ra một tờ báo tiếng Pháp để tuyên truyền đối ngoại. Tờ báo Le Peuple, Nhân dân ra đời với sự cộng tác viết bài của ông chiến sĩ và những người lính Lê Dương gốc Đức tình nguyện đến với cách mạng. Kháng chiến nổ ra, ông chiến sĩ cùng gia đình lên Việt Bắc tiếp tục công tác tuyên truyền địch vận đối với lính Lê Dương gốc Đức và châu Âu. Ngày 10 tháng 2 năm 1948, Bác Hồ gửi một bức thư tới ông chiến sĩ, lúc này đã là trung tá quân đội, chủ nhiệm tờ báo địch vận bằng tiếng Đức và tiếng Pháp có tên là Bạn Chiến Đấu, hướng dẫn cụ thể cách viết báo địch vận như thế nào. Tờ báo này dành cho những người lính Lê Dương, những chàng trai vui tính, dễ cáu kỉnh, dễ cảm xúc, chứ không phải là những người làm chính trị sâu sắc. Bởi vậy, cần có những bức tranh, bức vẽ khôi hài, những gì làm cho họ vui cười, những tin tức ngắn về nước Đức và nước Pháp, đặc biệt là những tin tức có liên quan đến đời sống của nhân dân. Nói tóm lại, cần làm cho họ cảm động, thoải mái, làm cho họ cười và khóc để lôi cuốn họ về phía chúng ta. Không nên viết những vấn đề chính trị lớn đương thời. Các bạn nghĩ thế nào? Chúc mừng năm mới, Hồ Chí Minh. Là một nhà tư tưởng lớn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác địch vận. Tháng 8 năm 1948, tại Hội nghị Địch vận Toàn quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi một bức thư nêu giá trị chiến lược của địch vận. Đánh mà thắng địch là giỏi, không đánh mà thắng địch càng giỏi hơn, không đánh mà thắng là nhờ địch vận. Tháng 10 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo chiến dịch biên giới thắng lợi, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cuộc kháng chiến. Quân đội viễn chinh Pháp liên tiếp thất bại tại Đông Khê, Thất Khê, Cao Bằng và các cứ điểm dọc đường thuộc địa số 4. Hàng ngàn tù binh Pháp và Âu Phi bị bắt. Các trại tù binh nhanh chóng được thành lập ở vùng miền núi phía Bắc và miền Trung Việt Nam. Công tác tù hàng binh trở thành một nhiệm vụ quan trọng của công tác địch vận. Khi mà đặc biệt cuộc chiến tranh lên cao, khi chúng ta có một cái đội ngũ rất lớn những cái người tù binh, phải làm cho họ thấm nhuần, chia sẻ quan điểm với chúng ta, chứ không chỉ là giam giữ. Vì đường lối của Bác là gì? Là giác ngộ họ. Công tác địch vận phải là nhiệm vụ chiến lược. Nó có nhiều cái chủ trương của Bác Hồ vừa thử nghĩa là sáng tạo ghê lắm. Cái lính Lê Dương của nó là có nhiều người nước ngoài. Thế bây giờ mình muốn tuyên truyền tác động đến cái lính Lê Dương ấy, thì mình phải có người cố vấn cho mình, giúp mình. Lúc bây giờ tôi là trưởng ban giáo dục tù hàng binh Âu Phi thuộc Cục Địch vận. Với cái tính chất đó là tôi gặp lần đầu tiên một thanh niên mới ngoài 20 tuổi sang Việt Nam dạy học, rồi giác ngộ, đi bộ suốt Trường Sơn 6 tháng mới tới Việt Bắc. Bundren là cũng là một trong những người như bọn chúng tôi thực hiện cái chính sách tù hàng binh đối với Âu Phi của Hồ Chí Minh. Năm 1951, ông Kostas Nguyễn Văn Lập là chiến sĩ quốc tế đầu tiên được giao nhiệm vụ làm tổng giám thị một trại tù binh, trại tù binh Âu Phi số 3, đóng tại Quảng Ngãi, Liên Khu 5. Gọi là trại, nhưng mà không có
giao xếp. Đầu tiên là tôi kêu nhà nhà dân, cứ mỗi nhà dân 3-4 người, sau mình làm cái dãy nhà dài ấy, cho vào tập trung, có bếp bung, nuôi gà rồi đấu giếng. Tù binh ở trong các trại không bị cầm, mà ở trong với lại nhân dân, người Mường, người Thổ nhân dân. Chủ trương của Hồ Chí Minh đối với lại tù hàng binh rất là đặc biệt. Giáo dục tù hàng binh Âu Phi không phải là để họ về họ đánh lại những các người đồng đội của họ, mà họ giác ngộ để nói rằng là cuộc chiến tranh này không có lợi cho chúng ta và đòi phải hồi hương. Từ năm 1946 đến năm 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 3 lần gửi thư chúc mừng Noel tới các tù binh hàng binh Pháp. Ngày 24 tháng 12 năm 1950, bức thư của Bác Hồ đánh máy bằng tiếng Pháp có đoạn: Nhân dân và quân đội Việt Nam không bao giờ coi các bạn là kẻ thù và cho rằng các bạn không phải chịu trách nhiệm cho cuộc chiến tranh đế quốc này. Trong thư bằng tiếng Pháp gửi các tù binh và hàng binh Âu Phi nhân dịp Noel năm 1951, Bác viết: Tôi gửi lời chúc các bạn một lễ Noel vui vẻ. Tôi đã chỉ thị cho các cấp có trách nhiệm cố gắng làm giảm bớt trong dịp lễ này những sự thiếu thốn mà các bạn chia sẻ với nhân dân Việt Nam đang kháng chiến. Trong khi chờ đợi ngày các bạn được tự do, tôi mong các bạn hãy kiên tâm giữ gìn kỷ luật, nỗ lực làm việc và tin tưởng vào chiến thắng của những lực lượng hòa bình thế giới. Những ngày lễ Noel thì Bác Hồ đã quyết định phong thích 20 người. Cho nên trước khi ngày phong thích chúng tôi đóng kịch. Cho nên tôi phải tham gia mừng cái ngày đó. Thì đến anh cái đồn, cái kêu loa, kêu cờ chán. Tôi bảo chúng tôi sẽ ra tù binh, ra người mà nhận. Thế thì nó kêu cờ chán ra nhận. Không có vấn đề gì cả. Trong cuộc kháng chiến, ta thả hàng nghìn tù binh về những các đồn địch. Đấy là một cái trò chơi với lửa. Mà chỉ Hồ Chí Minh mới dám làm, vì ông mới tin rằng con người có một cái thiện tâm. Ông đã áp dụng cái công tâm của Nguyễn Trãi trong cái chính sách địch vận. Tôi bị bắt làm tù binh vào tháng 10 năm 1950 tại Đông Khê. Tôi đã trải qua 4 năm tại trại tù binh sĩ quan số 1 đóng tại Cao Bằng. Chúng tôi sống trong những ngôi nhà sàn cùng với người dân tộc. Họ đối xử với chúng tôi rất tốt. Vấn đề lớn nhất là thiếu thuốc men để điều trị bệnh. Chúng tôi có quan hệ thân thiện với cán bộ Việt Minh tại trại giam. Họ làm công việc của họ không hề có sự thù hận. Tôi nhớ có lúc tôi đi vào rừng kiếm củi. Chúng tôi đi cả ngày với chiếc rìu trên vai và bộ đội đi cùng với tôi với khẩu súng của anh ta. Đến một lúc khi chúng tôi chuẩn bị băng qua con suối nhỏ, anh bộ đội không e dè gì đưa cho tôi khẩu súng của mình. Sau đó chúng tôi cùng đi qua. Đoàn quân Việt Nam đi chiêu lần cuối. Voilà. Chúng tôi là những sĩ quan nhà nghề, nhưng tất cả chúng tôi đều biết rằng đó là một cuộc chiến vô ích. Trong suốt 4 năm đó, tôi chưa bao giờ cảm thấy sự thù hận. Ngày 11 tháng 2 năm 1954, Trung tá Nguyễn Chiến Sĩ nhận lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhanh chóng chuyển lên mặt trận Điện Biên Phủ để tăng cường cho công tác tuyên truyền địch vận. Bing, je dois aller à Dien Bien Phu. La bataille est très acharnée. Quand est-ce que tu pars?
Cette fois, peut-être je ne reviendrai pas. Je veux que tu appelles notre fille Viet Duc, le seul nom spécial qui incarne ma vie. Gọi là Việt Đức, tức là mối liên hệ với Việt Nam với nước Đức. Lúc còn bé thì khi nào mà tôi khóc là chỉ có ông dỗ tôi, ôm tôi vào lòng và dỗ. Thương con lắm. Légionnaire, nous vous manquons pour combattre dans une sale guerre contre la résistance pour l'indépendance et la liberté du peuple vietnamien. Désertez, quittez la Légion pour rejoindre l'armée populaire du Vietnam. Vous aurez la chance de revenir vers votre patrie. Sau chiến dịch biên giới thì đến cái chiến dịch lớn nhất và khốc liệt nhất là chiến dịch Điện Biên. Hồi đó thì không có cái phương tiện nào như máy bay bay để giải xuống trận địa đâu. Bởi vậy nên là mình có cái sáng kiến là nhét cái truyền đơn đó vào nòng pháo, xong bắn vào trận địa. Cái lúc đó là cái công tác in cái truyền đơn đó hết sức là hối hả, nếu không kịp. Tôi nhảy dù xuống Điện Biên Phủ ngày 21 tháng 11 năm 1953, chiến dịch Hải Ly. Trong trận chiến, có lúc Việt Minh đã dùng cả pháo để bắn những cái ống đựng truyền đơn vào trận địa. Tôi đã tận mắt nhìn thấy những cái ống đó, rồi những tiếng loa. Chúng tôi đều nghe thấy tiếng loa. Họ liên tục phát đi những lời kêu gọi, rồi âm nhạc, bài hát. Họ làm chúng tôi bị phân tán. Họ nói, này lính Pháp, hãy rời bỏ hàng ngũ. Chủ nghĩa thực dân đế quốc kết thúc rồi. Thực tế là đã có những người ra hàng. Tôi đã thấy những người lính Maroc, lính pháo binh Senegal ra hàng. Theo số liệu của Cục Địch Vận, trong kháng chiến chống Pháp, hơn 1.300 lính Lê Dương đã ra hàng nhờ chính sách địch vận. 70% số đó là những người lính Lê Dương gốc Đức. Ngày 7 tháng 10 năm 1949, nước Cộng hòa Dân chủ Đức được thành lập tại vùng quản lý của quân đội Xô Viết tại phần phía đông của nước Đức. Ông chiến sĩ với danh nghĩa là Trung tá Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tích cực kết nối Việt Nam với Cộng hòa Dân chủ Đức, giúp đưa tù hàng binh Lê Dương gốc Đức hồi hương. Tôi thực sự quan tâm đến câu chuyện về ông ngoại từ sau khi cùng mẹ trở về Việt Nam vào năm 2003, tham gia vào một cuộc hội thảo về những người lính Đức trong quân đội Việt Minh. Sau khi về Đức, tôi đã bắt đầu nghiên cứu, tìm tư liệu để hiểu hơn về ông. Tại Trung tâm Lưu trữ Liên bang, những tờ báo địch vận mà ông viết, những bức thư gửi chính phủ Đức giúp hồi hương lính Lê Dương Đức, thực sự khiến tôi vô cùng ngạc nhiên và thích thú. Vào ngày 15 tháng 5 năm 1950, A.V. Bocher đã viết cho ông Honecker, lúc đó là Chủ tịch Trung ương Đoàn Thanh niên Tự do Đức, tự giới thiệu mình là một lính Lê Dương gốc Đức, chủ nhiệm tờ báo địch vận, bạn chiến đấu, bằng tiếng Pháp và tiếng Đức. Bức thư với nội dung rằng, có hơn 20.000 binh lính Lê Dương Đức ở Đông Dương, hãy giúp chúng tôi đưa họ trở về nước Đức. Kèm theo bức thư, ông chiến sĩ đã gửi một số bản in của báo Bạn Chiến Đấu, truyền đơn kêu gọi lính Lê Dương Đức, một số bức ảnh và bài viết ngắn giới thiệu về Việt Nam, về Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp và Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày 20 tháng 2 năm 1950, đáp lại bức thư của ông chiến sĩ, đồng chí Honecker đã gửi lời kêu gọi của Hội đồng Trung ương Đoàn Thanh niên Tự do Đức đến binh lính Đức ở Việt Nam, cam kết rằng những người rời bỏ hàng ngũ Lê Dương sẽ được hưởng chính sách ân xá của chính phủ Đức, được hồi hương và được tạo công ăn việc làm ở quê hương. Từ năm 1951 đến tháng 3 năm 1955, đã có 691 binh lính Đức, bao gồm cả hàng binh và tù binh, được hồi hương bằng tàu hỏa về Cộng hòa Dân chủ Đức.
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, 16.000 quân tinh nhuệ của quân đội viễn chinh Pháp đã bị tiêu diệt hoặc bị bắt làm tù binh. Đến tháng 9 năm 1954, theo tinh thần của Hiệp định Geneva, những người tù binh Pháp cuối cùng trong cuộc chiến Đông Dương đã được trao trả về quê hương. Hòa bình lập lại, ông Costas Nguyễn Văn Lập giải ngũ ra miền Bắc xã hội chủ nghĩa, làm việc tại sân bay Gia Lâm và sau đó là nhà máy in Tiến Bộ. Trung tá chiến sĩ trở thành phóng viên của hãng thông tấn DNA của Cộng hòa Dân chủ Đức tại Hà Nội. Ông thường xuyên phiên dịch cho các phái đoàn của Cộng hòa Dân chủ Đức trong các cuộc gặp với Bác Hồ và chính phủ Việt Nam. Georges Baudarin làm việc tại Đài Tiếng Nói Việt Nam và Nhà xuất bản Ngoại văn, chuyên dịch và giới thiệu các tác phẩm văn học Việt Nam ra tiếng Pháp. Tới giữa những năm 60, sau hơn 20 năm gắn bó, họ là những người chiến sĩ quốc tế cuối cùng rời khỏi Việt Nam để trở về quê hương, mang trong trái tim nỗi nhớ thương và tình yêu đặc biệt dành cho mảnh đất mà họ đã tình nguyện gắn bó. Chúng ta đang đứng trước cổng trường đại học Paris 7. Đây là nơi mà Baudarin và tôi cùng dạy lịch sử trong nhiều năm. Chúng tôi chuyên nghiên cứu về lịch sử châu Á cận đại, đặc biệt là lịch sử Việt Nam. Đây cũng là nơi đã diễn ra một cuộc biểu tình chống lại anh ấy vào đầu năm 91, sau khi anh ấy bị vu cáo và bị tấn công trên khắp mọi mặt trận, trên TV, trên radio, trên báo chí. C'était le 13 janvier 1991. Đó là ngày 13 tháng 1 năm 1991. Tôi được mời đến một cuộc hội thảo tại một phòng nhỏ ở Thượng viện Pháp, hội thảo về tình hình thời sự ở Việt Nam. Trong khi Baudarin đang chuẩn bị trình bày, thì một nhóm người bất ngờ đứng lên, tố cáo ông ấy là kẻ đã tra tấn và hành hạ họ trong thời gian ở trại tù 122 của Việt Minh. Baudarin bị sốc, nhưng vẫn thật thà trả lời: "Không, tôi không ở trại 122, mà là ở trại 113. Tuy nhiên, điều đó không có ý nghĩa gì, chẳng ai muốn nghe lời anh ấy nữa. Trong nhiều tháng liền, đó là cơn thịnh nộ của sự thù hận, những lời xúc phạm và đe dọa, những cuộc điện thoại, tấn công công khai, kêu gọi bạo lực. Một kẻ quá khích đã bắn súng nhầm vào căn hộ bên cạnh vì một tờ nhật báo tại Paris đã tiết lộ địa chỉ của tôi. Sau khi rời Hà Nội vào năm 1964, Georges Baudarin làm việc tại Praha tiếp khắc. Đến năm 1967, ông trở về Pháp ngay sau khi Quốc hội Pháp thông qua luật ân xá cho tất cả những người đã từng bị kết án trong cuộc chiến tại Đông Dương và Algeria. Rất nhanh chóng, Baudarin trở thành một trong những nhà sử học có uy tín nhất về Việt Nam. Baudarin là giáo sư đại học. Trong những năm 70-80, những bài viết của anh ấy là nguồn tài liệu rất quan trọng cho các nước phương Tây để tìm hiểu và ủng hộ Việt Nam. Điều đó lý giải phần nào việc anh ấy bị những kẻ cực hữu tấn công. Hồi đó, mỗi khi chúng tôi gặp nhau, anh ấy thường kể cho tôi nghe những kỷ niệm khi ở Việt Nam. Anh ấy chưa bao giờ giấu quá khứ. Tôi là một trong những người đồng nghiệp đầu tiên biết việc anh ấy đã từng làm cán bộ tuyên truyền trong một trại tù binh Pháp ở Việt Nam. Baudarin phải hứng chịu những sự thù hận của những người đồng bào đã từng là tù binh trong chiến tranh Đông Dương, vì ông đã lựa chọn đứng ở bên kia chiến tuyến, dù đó là sự lựa chọn vì lý tưởng. Tôi tham gia hội những người bạn của Baudarin và là luật sư thứ hai đứng ra bảo vệ ông ấy. Đã có đơn kiện, nhưng không có phiên tòa nào diễn ra. Phần lớn các cựu tù binh
tố cáo ông ấy mà không có một bằng chứng cụ thể nào cho thấy ông ấy tấn công hay tra tấn tù binh. Tuy nhiên, những kẻ quá khích đã không dừng lại. Họ đã kháng cáo lên tòa phúc thẩm, tòa giám đốc thẩm. Họ thậm chí đã tiếp tục đến cùng bằng cách kiện Budaren lên tòa án nhân quyền châu Âu vì tội ác nhân loại. Mặc dù cuối cùng thì tòa đã bác tất cả những đơn kiện này. Rất may là trong thời gian đó, Budarel không đơn độc. Hội những người bạn của Budarel đã được thành lập. Đứng đầu là giáo sư toán học Laurent Schwartz, một người bạn lớn của Việt Nam. Nhiều người bạn Pháp và Việt Nam đã giúp đỡ lên tiếng ủng hộ Budarel. Tôi phải viết một cái bản lập chứng gửi cho tòa án Pháp rằng Budarel là một người ưa hòa bình, không muốn chiến tranh. Ngay tù binh Pháp ăn hơn chúng tôi, được nuôi dưỡng chu đáo hơn cả cán bộ cao cấp chúng tôi. Tôi bị bắt, nó đánh tôi ghê gớm chứ không phải như là Việt Minh đối với các tù binh Pháp đâu. Il ne me reste qu'à livrer ma vérité. Tôi chỉ muốn nói lên sự thật, không chối bỏ cam kết của mình hoặc trốn tránh trách nhiệm và lỗi lầm của mình, mà bằng cách đòi quyền được lắng nghe bởi công lý từ những người có thiện tâm. Sau khi sự việc xảy ra, cuộc sống của ông ấy bị đảo lộn hoàn toàn. Những năm cuối đời, ông ấy rất yếu, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Kể từ sau lần bị đột quỵ phải vào viện, rồi ra viện là vào thẳng những nhà dưỡng lão. Đối với tôi, Budarel còn Việt Nam hơn bất kỳ người Việt Nam nào khác. Đó là sự thật. Luôn luôn là như thế. Anh ấy chẳng thay đổi gì cả từ khi rời Hà Nội. Trong đầu anh ấy và trong trái tim anh ấy có những thứ đã khắc sâu, mãi mãi. Sau khi Budaren từ trần, những người bạn Việt Nam và Pháp đã hỏa táng và trải một phần cho cốt của ông ở ngoài khơi nước Pháp. Phần còn lại, ông có ý nguyện một ngày nào đó sẽ được trở về Việt Nam để di cốt của mình được hòa nhập vào đất và nước Việt Nam. Budaren cả đời chưa hề trách Việt Nam. Cho đến tận cùng như thế đó, mà cái lời trăn trối là cho tôi trở về lại Việt Nam, thì tôi cho là cái tình yêu đó, đó nó vượt lên hết mọi cái đau khổ cá nhân. Và cái tình yêu đó Việt Nam phải biết trân trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh này, bố tôi ở giữa và ông phóng viên Franz Faber, người mà dịch truyện Kiều đấy. Cái cuộc gặp gỡ với Hồ Chí Minh là bố tôi rất là tự hào, là một cái người có 102 trong đời ông. Ông ấy gần gũi với Hồ Chí Minh ấy, có một cái rất là lạ là cứ như là một cái người bạn cũ ấy. Không có cái gì mà là đấy là ông chủ tịch. Cái
ảnh cuối cùng ở Việt Nam trước khi rời Việt Nam. Đây là bố tôi này, mẹ này, chị Giang và chị ở lại Việt Nam. Lúc mà hồi hương như thế không phải đơn giản. Cộng hòa Dân chủ Đức cái hồi đấy cũng gặp nhiều khó khăn. Một người về có bao nhiêu đứa con như thế, phải có nhà cửa, phải có công ăn việc làm. Bên này là hãy còn ít người Việt Nam, ít người để nói chuyện bằng tiếng Việt, cũng buồn. Nhớ nhà, nhớ Việt Nam, nhớ Hà Nội. Lúc rời Việt Nam, Claudia Việt Đức đang là sinh viên trường mỹ thuật Yết Kiêu tại Hà Nội. Giờ đây, bà là một nữ họa sĩ nổi tiếng của Đức với những tác phẩm pha trộn phong cách Á-Âu. Nỗi nhớ Việt Nam được bà gửi gắm vào từng nét vẽ. Càng già thì tôi lại càng thấy mình ảnh hưởng châu Á nhiều lắm về suy nghĩ, về cuộc đời. Người ta hay hỏi tôi là tôi suy nghĩ bằng tiếng Đức hay là tiếng Việt. Trong tôi là dòng máu Đức và Việt, đúng như cái tên của tôi. Tôi tự hào và cũng rất là thương ông. Thỉnh thoảng tôi cứ đặt câu hỏi tại sao lại một người Đức lại về Việt Nam, lại sống ở Việt Nam. Trải qua những sự khó khăn và chiến tranh như thế, vẫn giữ được cái tình người sâu ở trong người ông ấy. Ngày cháu trai đến thăm nó ông đấy. Khi cha mất ấy thì cháu muốn là sẽ được chia hai phần. Một phần là để lại Đức, còn một phần thì đưa về với mảnh đất Việt Nam. Rất tiếc là cha tôi lúc đó là mất ở bên Tây Berlin, nước Đức chưa thống nhất, thế nên là cũng không thực hiện được. Cuộc đời của bố tôi nó như là một cái bức tranh ghép ấy, thì cái mảnh ghép đẹp nhất là Việt Nam. Đời thôi, sức dài từ sáng đến tối, ngủ của văn mê Việt Nam. Nhớ thì nổi mà có lúc khóc, tại vì ở xa, đến đây bây giờ sớm ở Việt Nam là phải. Nhưng mà thôi, hoàn cảnh, con cái thì thôi phải chịu, theo con. Hôm nay mình ăn món ăn ngon, con tôi giờ 60 tuổi, nhiều năm lắm rồi cháu. Nhưng các con tôi rất đầy đủ, có gia đình, có việc làm, đầy đủ. Bà có dạy các con làm những cái món ăn Việt Nam? Ồ, chúng nó biết tốt hơn tôi. Kho tàu rồi nấu canh rồi làm cái này cái kia, làm rau muống xào hay là các thứ, cứ gì mà làm được hết. Tôi là Tuyết, Bạch Tuyết. Là con gái đầu tiên của cha tôi. Cả bốn đứa con của bố có tên Hy Lạp và tên Việt Nam. Người Hy Lạp nhưng mà nhớ nhiều Việt Nam, quý nhiều Việt Nam, quý nhiều cái tiếng của mẹ. Các con tên ở Việt Nam hết, tên là Nguyễn Văn Thành, Bạch Tuyết, Bạch Nga, Tự Do. Cô thằng cháu tên là Minh, Hồ Minh,
tại vì xuyên đêm 19 tháng 5. Tôi cũng dám nói Hồ Chí Minh, tôi nói Hồ Minh thôi. Bác Hồ đối với tôi là ngôi thánh, hai người. Tại Hy Lạp hiện chỉ có khoảng hơn 200 người Việt Nam sinh sống. Cộng đồng nhỏ bé này luôn đoàn kết và hướng về Việt Nam. Bà Kostas Nguyễn Văn Lập chính là người đặt những viên gạch đầu tiên gây dựng Hội Người Việt Nam tại Hy Lạp và Hội Hữu nghị Hy Việt. Đối với cộng đồng người Việt tại Hy Lạp, có thể nói bác là tấm gương về lòng yêu nước, yêu Việt Nam, là lãnh tụ tinh thần của người Việt Nam tại Hy Lạp. Trong những cái ngày đầu của cái nhóm người Việt Nam ở đây, bác Lập đã có những cái bước gọi là tiên phong trong vấn đề mà đi kết hợp lại những cái tổ chức, những cái nhóm nhỏ nhỏ, bác đi bác ủng hộ tinh thần cái người Việt Nam mình trong những cái bước đầu mà mình ở xứ người nữa mà. Cái điều quý nhất là bác Lập là một người Việt Nam, trong đó bác Lập là người Hy Lạp. Ngày 9 tháng 11 năm 2010, chiến sĩ quốc tế Kostas Nguyễn Văn Lập được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết trao tặng huân chương hữu nghị và quyết định công nhận quốc tịch Việt Nam. Ngày 23 tháng 5 năm 2013, ông trở thành người nước ngoài đầu tiên và duy nhất cho đến nay được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Đã bao nhiêu mấy chục năm qua rồi, về nước rồi, tôi không ngờ tâm lòng của người dân cao cả với cái mục thế. Khi sanh ra tâm tôi hứa trước là có sẽ trung thành đến phút cuối cùng. Mong các cháu sau này sẽ tiếp tục giữ gìn. Lần cuối cùng 2013, lúc đó cái sức khỏe đã yếu rồi, nhưng mà bố không nghe bác sĩ khuyên mình đừng về Việt Nam. Nói một lần, nếu mà tôi bị ốm thì cho tôi ở nước Việt Nam. Phải nhớ cái này. Cái này là xúc động. Các con ạ, bố nhắc lại là nếu như chết ở Việt Nam thì nên chôn tại Việt Nam. Điều này bố đã bàn với mẹ các con khi tên Kostas Seranis Nguyễn Văn Lập. Sau 12 năm, một chồng, một vợ, sung sướng, tuy có lúc khổ, nhưng mà đã vượt qua được. May mắn sống ở vợ con, ở đất nước của tôi, nhìn xa, nước Việt Nam, tổ quốc nhất đấu lòng của tôi. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh.
Hơn 16 năm sau ngày Georges Baudarin ra đi, những người bạn Việt Nam và Pháp đã thực hiện được lời hứa với ông, đưa ông trở lại Việt Nam và con đường kháng chiến năm xưa. Hôm nay đó, chúng ta tổ chức cái lễ để mà đưa một phần cốt của Buddha theo nguyện vọng của Buddha về chiến trường miền Đông Nam Bộ. Đã đến giờ phút anh chị em chúng tôi phải chia tay Buddha và thực hiện cái nguyện ước cuối cùng của Buddha là đưa một phần cốt về Việt Nam trên đường mà Buddha tham gia kháng chiến. Tôi 102 tuổi có lẽ cũng sắp sửa đi theo ông ấy, thì chúng tôi sẽ ôn lại những ngày ở cuộc định vận với nhau. Anh Buddha ơi, tôi xin chào vĩnh biệt anh. Anh sẽ không bao giờ rêu mờ trong trí nhớ của nhân dân Việt Nam. Những người lính da trắng của Bác Hồ đã để lại dấu ấn trong lịch sử cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc Việt Nam. Có người được vinh danh. Có người sau bao thăng trầm đã có thể trở về yên nghỉ trên mảnh đất Việt Nam. Nhưng cũng có người ra đi trong thầm lặng. Với họ, chỉ có một điều không bao giờ thay đổi. Việt Nam mãi là quê hương.